các bác. Đây chính thức khoe với các bác cây sung của em, cây sung dáng đại thụ, dáng trực đại trượng phu. Đấy, cây rất bề thế, rất hay, cao chỉ tầm 30-35 phân thôi, 30 phân. Đấy thì hoàn thiện chắc tầm 35 phân. Nhưng mà bệ đây, bệ này thì tí nữa em sẽ đo cho bác xem. Nhưng mà đấy, và cũng còn phải đang làm tay cành chỉnh sửa, nhưng mà form sau này nó sẽ như này, một cây dáng đại thụ thiên nhiên quốc tế các bạn. Đấy chứ à, và đấy mang phong cách quốc tế và vẫn giữ được những cái nét của Việt Nam. Đấy, thì về từ chậu lên này, cái chậu xi măng này cũng ổn rồi, vừa khít cái bệ của nó nhé. Đấy, bệ rất là ổn, rất là ok này các bác nhé. Cái này thì không cần có quả chơi sữa. Đấy, đấy, chân bệ tứ diện của nó đây, tứ diện nhé, tứ diện dưới lên trên nhé. Và từ xa đó, mặt nạ đẹp, các nhìn thì cảm giác cái ngọn nó lệch nhưng không quan trọng đâu, sau lớn nó sẽ kéo về, quan trọng là cái form thiên nhiên này. Đấy, cây rất là ngắn, không có sẹo to đâu, những cái sẹo kia là những cái nhát cắt nhỏ ngày xưa thôi, nhưng mà sung nó vậy rồi. Đấy, các bác nhìn không có sẹo to. Đấy, cây sung rất quý, theo tôi là rất quý, tôi mua phải đến rất nhiều vòng mới mua được, rất nhiều vòng mới mua được một cái cốt rất quý. Trước tôi đang thử với ảnh lên Facebook vui mà lúc đang chẳng trên xe ấy, thì các bác nhìn không rõ, nhưng bây giờ em quay lên chắc nhiều bác sẽ ngất lên ngất xuống. Ok này, đấy, đây, đấy, đây này. Về nha, thấy chưa? Đấy, bây giờ em sẽ xem là có phải chỉnh sửa một đoạn nào đấy hay đục lại bệ cái chân một chỗ như chỗ này và chỗ này. Đấy, chỗ này thì nguyên sung thì mình không nên đục nhiều như xanh, chỉnh một số chỗ thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ làm khoe các bác nhé. Nhiệt cẳng. Đây là sơ bộ thông tin về cây này các bạn nhé.
tạm thời thì được như vậy thôi, một số điểm như vậy thôi. Chứ chưa nó cũng chưa cũng mới làm mà chưa có cái gì phải chỉnh sửa nhiều. Sau này cây cảnh nó to bóng nó rộng thì lúc đấy sẽ có thể sẽ có một số thay đổi nhỏ về cái ngọn này. Đấy, có thể vát cái ngọn này đi thì phải làm một bong bóng xuống đây. Đấy, cái đấy nó là chuyện cũng phải một thời gian nữa. Bây giờ thì bóng này nó khá là ok rồi. Đấy, chính là như này, đúng không? Như này, nó nhìn được như này. Và bên này như này. Đấy, mặt này hay, mặt này rất hay. Đó thấy không? Mặt này thì sâu hơn và nhìn thấy tay cành nó như đùi gà đùi ếch, nó tròn tròn rụt rụt, thích, rất thích luôn. Ngọn này sau về xử lý tí một chút ở đây. Đấy. Đấy, dằm nó rất sướng, nó non mà mới phun ra được ít hôm thôi, để được nhẹ thôi, cho nó vát cái chỗ này đi thôi. Chứ nó cũng là cái phần sẹo, nó bị sẹo nhỏ đấy thôi, nhưng nó bị cái thân của nó, cái sẹo cũ nó bị mục đi rồi, mục cái chỗ này đi, thì vát vét bớt chỗ này đi tí. Chân tay cái đuôi gà vét ngắn này, là cái chi thứ nhất này, chi thứ hai này, ngọn này. Đấy, sau bóng nó rộng vào đây em sẽ tính là sẽ sửa lại cái này một chút, sửa cổ một chút. Okay. Thích không? Rất thích không? Nhìn lại thấy thích không? Chưa nói chuyện nữa là cái cây sung mà có quả thì chết tiền. Có thể là có quả rồi nhưng mà bị cắt đi. Chân bệ rất tự nhiên. Chân bệ rất tự nhiên. Rất đại thụ. Đấy, đục nhẹ một chút đây thôi. Đây, vét ở chỗ này cho rộng. Cái này thì không nên động vào. Đó, cũng ổn, để cho nó tự nhiên. Rồi. Cảm ơn các bác nhé.